Xin chào các bạn, video này sẽ hướng dẫn cho chúng ta một số những kỹ thuật để trả lời trong bài thi nói kỳ thi tiếng Anh đánh giá theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua về một số những tiêu chí đánh giá. Chúng ta có 4 tiêu chí chính, đó chính là fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy, và 4 là pronunciation. Tức là mấy kỹ năng này chúng ta cần phải tập trung vào độ trôi chảy và thống nhất. Chúng ta phải để ý vào cách sử dụng từ vựng và chất lượng từ vựng chúng ta dùng như thế nào. Tiếp theo là chúng ta để ý về ngữ pháp và độ chính xác của việc chúng ta dùng ngữ pháp. Thứ tư nữa là chúng ta phải để ý gần phát âm. Đối với tiêu chí đầu tiên là fluency and coherence, chúng ta để ý đó, câu trả lời chúng ta phải đủ dài. Tiếp theo, câu trả lời chúng ta phải thể hiện một cách dễ dàng và trôi chảy. Chúng ta phải để ý xem là chúng ta có ngập ngừng hay không. Có thể chúng ta nói quá nhanh, có thể chúng ta nói quá chậm, và cũng có thể là chúng ta nói mà không sử dụng từ nối. Kỹ năng tiếp theo đó chính là phần lexical resource. Tức là ở đây chúng ta phải để ý xem là chúng ta có dùng từ hiếm gặp hay không, chúng ta có dùng các idiom hay không, chúng ta có kỹ năng giải thích từ khó hay không, chúng ta có thể nói về các chủ đề lạ hay không, và chúng ta có giải thích các từ giám khảo đưa ra một cách là chính xác hay không. Đối với tiêu chí là ngữ pháp, chúng ta phải để ý là chúng ta phải nói những câu làm sao cho phức tạp hơn, sử dụng câu mệnh đề và sử dụng từ nối. Chúng ta để ý xem là số thì sử dụng trong bài như thế nào. Lỗi sai ngữ pháp thì chúng ta phải để ý là chúng ta phải tránh việc lọc các lỗi sai ngữ pháp ở những câu đơn giản. Vì nếu chúng ta gặp những cái lỗi sai ngữ pháp ở những câu đơn giản thì đây là những lỗi trầm trọng, và những lỗi trầm trọng thì chúng ta sẽ không được điểm cao trong bài thi nói. Tiếp theo nữa là đối với việc phát âm. Ở đây chúng ta để ý là chúng ta không cần phải nói theo giọng Anh hay là giọng Anh Mỹ, mà chúng ta phải nói làm sao cho dễ nghe, làm sao giám khảo nghe và hiểu được mình nói. Và khi mà chúng ta nói thì chúng ta cần phải để ý đến trọng âm vào từng từ, không chỉ từng từ mà vào từng câu. Trong từng câu chúng ta để ý đến cái ngữ điệu của chúng ta nữa. Và sau đó là phải tự hỏi mình xem là liệu mình nói tiếng Anh thì có bị ảnh hưởng với tiếng địa phương không. Và một số những tiêu chí khác mà chúng ta thường nghĩ là nó sẽ bao gồm trong việc đánh giá. Tuy nhiên thì những cái tiêu chí này nó không nằm trong đánh giá của ban giám khảo. Ví dụ như là câu trả lời chúng ta phải sáng tạo, phải là chưa ai dùng, hoặc là chúng ta phải vui vẻ, phải lễ phép, rồi là phải liếc mắt nhìn nhau. Đấy, thì chúng ta không cần phải để ý những cái điều đó. Tuy nhiên là ngôn ngữ cơ thể đôi khi nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy tự nhiên và trả lời được tốt hơn. Thì một cách nào đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bài nói chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với phần đầu tiên, đó là part 1, social interaction. Ở phần đầu này thì giám khảo sẽ hỏi chúng ta một số những câu hỏi rất là thường ngày, thường nhật. Ví dụ như là what do you do? Where is your workplace? Hoặc là what food you like? Or what do you think about fast food? Thì đối với những câu hỏi này, chúng ta thấy là sẽ có rất nhiều những topic khác nhau, từ dancing, memory, friend, museum, money, rồi routine, rồi weather. Do đó rất là khó để chúng ta có thể là chuẩn bị tất cả những câu hỏi thuộc topic như thế này. Thì vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta cần phải có một cái template hay là một cái khung để chúng ta có thể trả lời được tất cả những dạng câu hỏi này. Thì ở part 1 này chúng ta sẽ có khoảng 7 dạng câu hỏi chính. Và mỗi dạng câu hỏi chính chúng ta sẽ có một cái format để trả lời. Như trên hình đây chính là format dạng tam giác. Và chúng ta sẽ đưa ra những ý tưởng chung trước, sau đó là cụ thể hóa bằng những cái specific answer. Và tiếp theo là đưa ra những example, những ví dụ để minh họa cho cái ý tưởng của mình. Đối với những ý tưởng mà chúng ta thấy nó không ý tưởng nào lớn hơn ý tưởng nào thì chúng ta sử dụng cấu trúc song hành. Ý tưởng 1, ý tưởng 2 và ý tưởng 3 để kết nối với nhau. Và trên hình đó chính là một cái miêu tả cho những cái ý tưởng song hành.
thì chúng ta thấy là có những thuật ngữ, những cụm từ chúng ta cần phải thêm vào để chúng ta trả lời được dạng câu hỏi dạng này. Câu hỏi dạng description này sẽ bao gồm một số câu hỏi, bao gồm từ tell hay từ describe, có thể là bao gồm từ what, ví dụ như là tell me about your job, tell me about your family, tell me about your city. Trên hình đó chính là một dạng câu hỏi. Tell me about your homework, your hometown. Và đây là bài trả lời. Chúng ta thấy là ban đầu các cái thuật ngữ mà được tô đậm này chính là những thuật ngữ mà chúng ta đã học từ trước rồi. Chúng ta chỉ cần thêm những thuật ngữ này vào và kèm theo đó là một số những ví dụ minh họa. Và đối với dạng câu hỏi dạng 2 là liking thì chúng ta sẽ có thể áp dụng theo kiểu câu hỏi, câu trả lời hình tam giác, có nghĩa là ý tưởng general là chung chung trước, sau đó là theo sau với những ví dụ cụ thể. Chúng ta nhớ là theo giải thích xem tại sao lại như vậy. Và cuối cùng là đi theo những cái ví dụ minh họa. Ví dụ một câu hỏi dạng liking. What would you like? Or do you like reading? Thì chúng ta thử xem là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào. Ví dụ là do you like listening to music? Thì trên hình chính là cái cách chúng ta trả lời. Well, to be honest, in general I would say that I actually keep quite keen on music. But in particular, I would probably have to say that I'm really into instrumental classical music. Đấy chính là cách trả lời từ general, ý tưởng chung, cho đến lại ý tưởng cụ thể là classical music. Và sau đó là bạn sẽ lấy ví dụ, như là you know things like a sonata by Beethoven. Đấy, đây là ví dụ và chúng ta có thể là đưa ra các lý do. I guess the reason why I'm a fan of classical music is because I adore feeling of being relaxed, chilled out. Đấy. Và tiếp theo là sẽ có rất nhiều dạng câu hỏi. Và chúng ta sẽ nhìn xem cái khung trả lời ở trên màn hình. Bây giờ chúng ta sang phần 2, đấy là situation. Ở phần 2 này chúng ta sẽ có những tình huống và mỗi tình huống chúng ta sẽ có 3 lựa chọn. Chúng ta phải chọn lựa chọn nào. Ví dụ như tình huống đầu tiên. Some students are discussing the best way to spend the summer time. Three choices are traveling, doing volunteer work, and spending time with family. Which one would you think the best choice? Và đối với dạng câu hỏi này, chúng ta sẽ sử dụng format là đi từ general, the specific, sau đó đến your choice. Ví dụ như là chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu mà có thể áp dụng rất là nhiều bài khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ chọn lựa chọn đầu. I need to start off by pointing out that three given choices look tempting. Depending on different situation of any of them could be the best choice. Đây là câu trả lời mà chúng ta có thể áp dụng cho bất cứ một dạng câu hỏi nào ở phần 2. Tiếp tục chúng ta sẽ cụ thể hóa theo từng ý. Touching on the matter of thì chúng ta sẽ
đưa ra cái ý tưởng đầu tiên là first choice. Nhưng mà cái ý tưởng này thì chúng ta sẽ loại bỏ. Chúng ta sẽ giới thiệu lần lượt hai cái ý tưởng mà chúng ta bỏ đi. Và chúng ta sẽ kết thúc bằng ý tưởng cuối cùng là ý tưởng bạn chọn. Chúng ta sẽ lấy một ví dụ để có thể hiểu rõ hơn. Ở đây là situation 1. Chúng ta sẽ vòng lại situation 1. Đó chính là việc là một số sinh viên sẽ băn khoăn giữa ba cái việc phải làm. Thứ nhất là đi du lịch, thứ hai là làm tình nguyện, và thứ ba là đi về với gia đình. Và ở đây tôi chọn là spend time with family, là đi về với gia đình. Và hai cái ý tưởng mà tôi loại ra là đầu tiên, đó chính là việc đi du lịch, và cái thứ hai đó chính là do volunteer work. Và tôi giải quyết ở tình huống này như sau. Well, to be honest, I need to start off by pointing out that three given choices look tempting. Depending on different situation, any of them could be the best choice. Touching on the first matter of traveling, I would suspect that to some people it could be the best choice, since there are many benefits. For example, widening the horizon, changing perspective, and gaining more experience. Và như vậy là tôi sẽ nói lên cái ý tưởng đầu tiên, và cái thứ hai đó chính là regarding the option which is doing volunteer work. I would suppose that the main characteristic of it could be for the student to gain more insights into disadvantaged area. By helping the local, student will become more matured. Thì đây là ý tưởng thứ hai. Và tôi kết luận bằng một ý tưởng mà tôi chọn. However, I would prefer the last option, which is spending time with family, on the ground that family plays a significant role in each person. First, students need to understand and take care of their family, and then they know the value of family, and after that, they can actually have their society with some volunteer work. Và như vậy thì với cách tiếp cận này có một lợi thế là chúng ta sẽ làm cho câu trả lời chúng ta rất là dài. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một cái liên kết giữa các lựa chọn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với phần 3 là phần Topic Development, chính là phát triển ý. Đối với phần này thì chúng ta sẽ có một cái được gọi là cái bubble, là một cái ý chính nằm ở giữa và theo sau là nhiều cái ý gợi nhớ. Tất nhiên đối với bài V-Step thì đây chính là một cái điểm lợi thế rất lớn để cho chúng ta để chúng ta làm. Ví dụ câu topic là playing sport bring a lot of benefits. Thì chúng ta thấy là cái benefits of sport là cái ý tưởng là ở giữa và theo sau là rất nhiều các cái gợi ý mà chúng ta có thể là sử dụng những gợi ý này để trả lời. Và tôi đưa ra một format để chúng ta có thể theo cái format này và giải quyết các vấn đề một cách rất là dễ dàng. Và chúng ta cũng theo cái biểu đồ tư duy theo hình tam giác thôi. Đó là ý tưởng đầu tiên là general. Thì đối với ý này thì chúng ta sẽ paraphrase hay là nói lại cái question stem, tức là câu hỏi. Và sau đó chúng ta sẽ theo sau một số bằng những cái ý tưởng nhỏ hơn. Và chúng ta sử dụng một số những thuật ngữ ở đây, ở trên màn hình. Bạn có thể theo dõi. Đây, các bạn có thể theo dõi là ý tưởng thứ hai và ý tưởng thứ ba. Mỗi ý tưởng này đều có việc đó là extending, tức là chúng ta cần phải giải thích từng ý tưởng này một cách cụ thể. Và chúng ta sẽ có thể lấy ví dụ đối với câu hỏi mà chúng ta đã gặp ở ban đầu, tình huống ban đầu. Là việc chơi thể thao nó có giúp cho chúng ta nhiều cái lợi thế không, nhiều cái lợi ích không? Và đây là câu trả lời.
Câu trả lời này chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái câu trả lời rất là chung. Ví dụ như là while it's true that, as illustrated in the diagram, there are many benefits of playing sport. Đấy là một câu trả lời rất là chung chung. Sau đó chúng ta sẽ đi vào ý tưởng đầu tiên. So to start with, I'll talk about reducing pressure. The main characteristic of it could be that when people playing sport, they get chilled. They can immerse themselves in the game and stay away from the hassle of work. Đấy chính là cái việc mình phải giải thích cho ý tưởng đầu tiên này. Sau đó là một ví dụ. For example, if you go swimming, it's more likely that you need to focus on how to keep yourself floating in the river. Otherwise, you may run the risk of being drowned. In some ways, it could be a great time for you to forget the burden and release some mental stress. Như vậy là chúng ta đã phát triển đầy đủ ý cho ý tưởng 1. Và sau đó chúng ta sẽ phát triển đầy đủ ý cho câu ý tưởng thứ 2 và ý tưởng thứ 3. Tiếp theo lý tưởng thứ hai, chúng ta sẽ có một cụm từ như là continuing then with the next point of health improvement. And what I need to add here is that. Thì cụm từ này chúng ta có thể dùng được rất nhiều những bài câu hỏi khác nhau mà nó có thể là không đổi. Và chúng ta có thể dùng đi dùng lại mà không có ngại việc là chúng ta không có ý để trả lời. Và tôi sẽ tiếp tục cái việc trả lời câu hỏi này. And what I'd like to add here that many people now are having a bad habit of not doing exercises. By engaging in some recreational activities, people can build up their physical strength, improve their cardiovascular system, and be more persistent. Đấy là xong ý tưởng thứ hai và chúng ta sẽ đến ý tưởng thứ ba. Moving on to the business of why playing sport helps to develop relationship, I would like to explain by participating in a team game, the player may need to cooperate and coordinate with their teammates in order to win the game or to reach the target. So there is social bond between them. Như vậy là tôi đã phát triển được hai ý cho hai ý tưởng. Tiếp theo, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay.